Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì không nhằm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Kiev bị không kích. Kiev hứng chịu đợt không kích mới bằng UAV tự sát của Nga sau nhiều ngày liên tiếp đối phó đòn tập kích nhắm vào các tổ hợp phòng không. Quân đội Ukraine rạng sáng 20 tháng 5 thông báo nhiều máy bay không người lái UAV của Nga đang hướng về Kiev. Các vụ nổ sau đó được ghi nhận ở thủ đô và thành phố Chernihiv, đông bắc Kiev, khi lưới phòng không nước này khai hỏa đánh chặn. Sergei Popko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev cho hay, mảnh vỡ của các UAV bị hạ rơi xuống đường các quận Danitsky, Solomiansky và gây ra đám cháy trên nóc nhà tòa nhà chung cư 9 tầng tại quận Dnipropetrovsky. Mọi người hãy ở yên trong hầm trú ẩn cho đến khi không còn mối nguy hiểm, ông Bocco đề nghị. Hiện chưa xác định được thông tin về thiệt hại và thương vong trong vụ tập kích. Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát gần như hàng ngày vào Ukraine những ngày gần đây. Đêm 18 rạng sáng 19 tháng 5, Nga phóng 6 tên lửa hành trình và 22 UAV vào các thành phố trên khắp Ukraine. Natalia Humenius, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine cho rằng Moscow đang tăng cường độ không kích nhằm đánh giá, xác định vị trí các tổ hợp phòng không Ukraine và tìm cách bào mòn lưới phòng thủ đối phương. Giới chức Ukraine ngày 16 tháng 5 thông báo Nga tiến hành các đợt không kích dữ dội bất thường nhắm vào Kiev. Với số tên lửa nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất, Nga tuyên bố đã phá hủy một tổ hợp phòng không Patriot trong đợt tập kích này, nhưng Ukraine bác bỏ, cho hai hệ thống này chỉ bị hư hại nhẹ. Một ngày sau đó, quân đội Ukraine tiếp tục cho Kiev hứng chịu loạt cuộc tập kích chưa từng có về sức mạnh, cường độ và hình thức. Quân đội Anh cuối tháng trước nhận định Nga đang tìm cách hủy diệt các đơn vị dự bị và loạt khí tài phương Tây vừa hiện trợ cho Ukraine, trong đó có tên lửa phòng không Patriot. Tin tiếp theo, Ukraine nói Nga đẩy mạnh không kích để ngăn phản công. Quan chức Ukraine cho rằng Moscow đang tập trung tấn công các cứ điểm và kho đạn nhằm làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phản công của Kiev. Họ không thể hủy diệt hệ thống năng lượng của chúng ta và đang chuyển ưu tiên sang mục tiêu khác hoàn toàn, đó là gây gián đoạn kế hoạch và quá trình chuẩn bị cho hoạt động tác chiến trong chiến dịch xuân hè. Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadim Sibitskai nói trên truyền hình hôm 19 tháng 5. Ông Sibitskai nói rằng lực lượng Nga đang tập kích nhiều trung tâm chỉ huy, tiếp tiến vận hậu cần và những cứ điểm tập kết lực lượng lớn đạn dược, khí tài, nhiên liệu và binh lực. Đối phương nên dành sự chú ý đặc biệt với các hệ thống phòng không, quan chức tình báo Ukraine cho hay, thêm rằng không quân Nga đang đẩy mạnh tấn công những mục tiêu ở tiền tuyến và khu vực lân cận. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận phát biểu của ông Sibitskai. Quân đội Anh cuối tháng trước cũng nhận định Nga đang tìm cách hủy diệt các đơn vị dự bị và loạt khí tài vừa được viện trợ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng số vũ khí được Nga triển khai trong những đợt tập kích tấn công gần đây ít hơn so với các đòn tập kích trong mùa đông, nhiều khả năng không nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra hôm 13 tháng 5 tại thành phố Menisky, miền Tây Ukraine, dường như do UAV tấn công kho đạn và điểm tập kết xăng dầu, kho chứa của nhà máy hóa chất Balogat, nơi tham gia sản xuất nhiều loại tên lửa cho quân đội Ukraine, cũng bị tập kích đêm 30 tháng 4 và tạo ra nổ dữ dội làm sáng rực bầu trời đêm tại tỉnh miền trung Dnipro. Quân đội Nga cũng thông báo tập kích các kho đạn lớn ở tỉnh miền nam Odessa và Mykolaiv, đồng thời công bố video những vụ nổ dữ dội trong đêm từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5. Giới chức Ukraine khẳng định phần lớn tên lửa Nga bị đánh chặn, nhưng mảnh vỡ rơi xuống đất gây cháy tại hiện trường. Tin tiếp theo, Ukraine tập kích tầm xa căn cứ Nga ở Mariupol. Quan chức Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ phòng không Nga ở Mariupol có thể bằng tên lửa tầm xa được phương Tây chuyển giao. Pero Andriyushenko, cố vấn thị trưởng Mariupol do Ukraine bổ nhiệm, nói rằng nhiều vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ, hơn 150 lính phòng không Nga đóng quân vào ngày đêm 19 tháng 5. Hội đồng thành phố Mariupol, cơ quan điều hành thuộc chính phủ Ukraine cũng cho hay 3 tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực. Dữ liệu sơ bộ cho thấy các vụ nổ xảy ra ở căn cứ Nga trong sân bay thành phố. Nếu thông tin được xác nhận, đối phương chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nặng, hội đồng cho hay.
Cả ông Andriyushenko và hội đồng thành phố đều không có mặt ở Mariupol kể từ khi Nga kiểm soát khu vực này hồi năm ngoái và thiết lập chính quyền thân Moscow. Đây là lần đầu tiên Mariupol, thành phố nằm bên bờ biển Azov, bị tập kích trong gần một năm qua, do Ukraine trước đây không sở hữu các vũ khí tầm xa có đủ độ chính xác để tấn công mục tiêu nằm sâu trong khu vực Nga kiểm soát. Trung tâm kiểm soát và phối hợp chung GCCC, một tổ chức của Nga chuyên giám sát các vụ tập kích nhằm vào tỉnh Donetsk và Lugan, nói rằng quân đội Ukraine đã phóng 4 tên lửa tầm xa từ hướng Tây Bắc vào Mariupol tối 19 tháng 5, nhưng chưa nêu chủng loại vũ khí được sử dụng. Đây nhiều khả năng là các tên lửa hành trình tầm xa vừa được phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga trước đó dẫn lời quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nói rằng các vụ nổ xảy ra ở khu vực sân bay cũ Mariupol. Mariupol từng là cảng nhộn nhịp thứ hai ở Ukraine trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đầu năm ngoái. Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà Nga quyết kiểm soát trong giai đoạn 2 chiến sự, bởi thành phố á ngữ hành lang trên bộ mà Nga thiết lập, nối từ vùng Donbass tới bán đảo Crimea. Sau hơn 80 ngày bay hãm, lực lượng Nga kiểm soát thành phố hồi tháng 5 năm 2022. Mariupol là một trong những đô thị nằm trong khu vực được Nga tuyên bố sáp nhập đầu tháng 10 năm 2022 và đang đẩy nhanh quá trình tái thiết. Quân đội Nga đã xây dựng một quận hoàn toàn mới, gồm chục tòa chung cư ở phía tây thành phố, hệ thống sưởi, nước sinh hoạt và nguồn cung cấp điện của thành phố đều đã được khôi phục. Xe buýt hoạt động trở lại, thường xuyên kín khách, nhưng mạng lưới xe điện vẫn bị gián đoạn. Không ít trường học, bệnh viện và cửa hàng ở Mariupol cũng đã nối lại hoạt động. Bản tin thứ tư, Mỹ ủng hộ đồng minh chuyển F-16, huấn luyện phi công cho Ukraine. Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực của các đồng minh nhằm cung cấp tiêm kích tiên tiến như là F-16 và huấn luyện phi công cho Ukraine. Một quan chức Nhà Trắng ngày 20 tháng 5 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden nói khi khóa đào tạo phi công Ukraine diễn ra trong những tháng tới, Liên minh các quốc gia tham gia nỗ lực sẽ quyết định thời điểm chuyển giao tiêm kích, số lượng và bên nào cung cấp chúng. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực chung với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để đào tạo phi công Ukraine sử dụng tiêm kích thế hệ 4, trong đó có F-16, nhằm củng cố và cải thiện hơn nữa năng lực của không quân Ukraine, theo quan chức Nhà Trắng. Thông tin được đưa ra sau nhiều tháng Ukraine đề nghị phương Tây chuyển tiêm kích tiên tiến như mẫu F-16 nhằm củng cố năng lực phòng không. Quyết định của Mỹ được đánh giá là đặc biệt quan trọng do các đồng minh cần Washington phê duyệt việc tái xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự sang nước thứ ba, trong đó có tiêm kích F-16. Mỹ từng phản đối cung cấp tiêm kích tiên tiến cho Ukraine với lý do tiến trình sẽ kéo dài và đòi hỏi chi phí lớn. Các quan chức Mỹ nhận định có nhiều phương án với chi phí hiệu quả hơn nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte hồi đầu tuần thông báo xây dựng liên minh quốc tế để giúp Ukraine nhận F-16 và cung cấp hỗ trợ liên quan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cho biết nước này để ngỏ khả năng đào tạo phi công cho Ukraine. Mark Hansen, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CFIS có trụ sở tại Mỹ, từng nhận định tiêm kích F-16 rất đắt và sẽ không thay đổi toàn diện cán cân sức mạnh trong xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, ông Kassian đánh giá F-16 đang mang ý nghĩa tâm lý trong bối cảnh Ukraine liên tục đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích. Nga và Ukraine không kiểm soát bầu trời, do đó vai trò của không quân trở nên ít nổi bật hơn trong cuộc chiến, chủ yếu định hình bởi pháo binh. Các tổ hợp phòng không từ thời Liên Xô của Ukraine và hệ thống do phương Tây viện trợ ngăn tiêm kích Nga tiến sâu vào không phận nước này. Mỹ dẫn đầu liên minh viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi chiến sự với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Phương Tây đã chuyển lượng vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD đến Ukraine, trong đó có hàng trăm xe tăng và thiết giáp, các tổ hợp phòng không, pháo phản lực, lựu pháo, tên lửa hành trình tầm xa, cùng nhiều loại đạn dược và thiết bị quân sự khác. Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ nửa năm 1970 được Mỹ và các đồng minh sử dụng. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.121 km/h, ở độ cao 12.000m, trần bay tối đa 18.000m với tầm hoạt động 546 km. F-16 được trang bị một loại pháo 6 nòng 20mm, 11 giá treo có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí. Như các bạn cũng được biết, ở Việt Nam chúng ta hay dùng ná cao su gọi là để bắn trái cây hoặc là những cái vật mà chúng ta không thể nào với tới. Nhưng mới đây ở bang Michigan của Mỹ,
đã có một cô bé dùng ná cao su để giải cứu em gái của mình khỏi tay tên bắt cóc. Vậy biết được bản tin cậu bé dùng ná cao su cứu em gái của mình chi tiết như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Cậu bé kể khoảnh khắc dùng ná cao su cứu em gái. Cậu bé 13 tuổi tại Michigan cho biết cảm thấy hoảng loạn và vội lấy ná cao su bắn kẻ bắt cóc để cứu em gái. Vụ bắt cóc bất thành xảy ra ngày 10 tháng 5 bên ngoài ngôi nhà của Owen Bain, 13 tuổi, tại Albany ở phía bắc bang Michigan, Mỹ. Em gái 8 tuổi của Owen khi đó đang tìm nấm ở bên ngoài. Cháu nói với em rằng hãy cẩn thận, sau đó chuyện xảy ra, Owen ngày 17 tháng 5 kể lại. Owen cho biết nghe thấy tiếng hét, xong nghĩ rằng em gái của cậu đang đùa nghịch với bạn bè. Tiếng hét thứ hai khiến Owen giật mình. Cháu nhìn ra cửa sổ và thấy em gái đang bị bắt cóc. Cháu cảm thấy hoảng loạn. Owen cho biết, do đó cháu chập lấy ná cao su, mở cửa sổ rồi nhặt bi và sỏi. Cảnh sát bị thương cho biết, Owen bắn trúng đầu và ngực kẻ bắn cóc 17 tuổi, giúp em gái chạy thoát. Cháu gặp Mai, hắn là mục tiêu lớn hơn nhiều so với lon nước ngọt, Owen nói. Nghi phạm chạy khỏi hiện trường, sau đó bị bắt tại một trạm xăng gần đó với vết thương do ná cao su gây ra. Nghi phạm này đối mặt cáo buộc âm mưu bắt cóc cùng một số tội danh khác. Cảnh sát địa phương khen ngợi hành động của Owen là phi thường. Owen nói đã cứu hoặc ít nhất ngăn chặn điều gì đó tồi tệ xảy ra với em gái mình, khẳng định khi đó cậu phải hành động. Nếu cháu không ở đó và không nghe thấy tiếng hét, em gái cháu đã biến mất, Owen cho biết. Cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.